Nãy mưa quá trời luôn mọi người. Hôm lại giờ nắng lại rồi kìa. Em quân quay một vòng cho mọi người coi đi, nắng đẹp lại rồi kìa. Nắng đẹp lại liền luôn á mọi người. Giờ là Chip sẽ bắt đầu make up để chuẩn bị cho màn trình diễn đầu tiên nha mọi người. Mọi người cùng xem cái layout make up hôm nay của Chip. Chú Toàn sẽ biến hóa, chú Toàn 110kg nha mọi người. Thì xem chú Toàn 110kg make up mà từ Vũng Tàu đi qua tới Trung Quốc, xong bây giờ qua tới Hàn Quốc. Dự định là sắp tới còn sẽ đi 64 nước nữa. Đó thì chú này là 110kg. Tuy là cái cân nặng nó hơi lớn, bật khẩu trang che nhưng mà vẫn không có lộ được cái mặt mập của chú. Thì mình sẽ nhưng mà tuy là 110kg thôi nha, nhưng mà make up gọi là đỉnh của chớp nha mọi người. Hơi mập thôi, ngồi lên ngồi xuống hơi khó thôi, nhưng mà thế nào ba Toàn cũng sẽ đỡ được nha mọi người. Thực sự là bây giờ thời tiết đang nhiêu độ chị? Nó không biết là bao nhiêu độ luôn á, nhưng mà thực sự là rất lạnh luôn. Đánh bao cạp luôn. Và Chip bây giờ là không dám nhúc nhích, chỉ ngồi nhai thôi. 16 độ. Ủa 16 độ mà lạnh vậy rồi đó hả? Gió thì là nó lạnh. Không có gió thì không lạnh. Bây giờ là đang chuẩn bị tập chương trình với lại diễn, nhưng mà lạnh quá rồi, bây giờ gió rồi mưa luôn, rồi không biết làm như thế nào rồi, sao không nhai? Ăn gì vậy? Nhai chưa? Nấu về nấu hết. Rất lạnh luôn á mọi người, lạnh cực kỳ lạnh luôn. Và bây giờ chỉ biết ngồi im như vậy nè. Trời thì đang mưa, thì đang cầu cho hết mưa để có thể show diễn được, diễn ra thành công tốt đẹp. Ok, thank you. Bây giờ là mình đang chuẩn bị cho Chip này để Chip đi diễn màn đầu tiên. Mẹ chưa biết nổi chú Toàn kìa. Nói em bể đó đó. Thank you.
Bây giờ là xong show diễn rồi, tụi mình sẽ đi về khách sạn ngay, tại vì lạnh quá. Lạnh cống luôn á, chùm mấy cái mền luôn á mọi người. Bye bye mọi người.